Con Sơn Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cóc quái nha. Hay rất là quái luôn. Cái này về mình sang cái chậu hột xoài nữa là ok luôn nha. Rồi cây này có mã số là 698. Có cái hòn ngay chỗ đây là 26 này. Tại vì cái cây này mình rất là khó đo hòn nha. Đó, cái hòn ngay chỗ đây nè, hòn cái cục đây là 26 nè. Chiều cao thì có tầm 20 hơn. Chiều rộng là 65. Bầu ươm hiện tại là 50 nhân cho 30. Cây này mình xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn nha. Cây rất là quái. Những cái cây cóc như thế này nè, nó có một cái bí quyết là khi mà mình vô trong chậu á, bắt đầu nó ra những cái rễ á, là sau này nó quằn, nó tạo củ rất là đẹp nha. Đó. 1.500k bao ship. Cây rất là quái luôn. Về bắt đầu mình ghép cóc thái vô. Đó như thế này nè, mình ghép cóc thái vô. Ghép thì nó cũng có nhiều cái cách ghép, mình ghép áp cũng được. Ghép áp là nhiều. 1.500k bao ship nha cả nhà. Ghép cóc thái vô bắt đầu nó đeo, nó đậu trái, nó lủng lẳng rất là đẹp nha. Nên vừa xin qua cây này luôn. Rồi bông xanh Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu ba cây hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Có cây này hòn 10, có như cây này là hòn 10 nè. Nói chung là tầm hòn 10 là nhiều, hòn 10. Cây cao cỡ tầm 50. Ba cây này mình xin dọn vườn luôn nha. Dọn vườn nhanh luôn, ba cây 700k bao ship. Không mặc cả luôn nha. Cây cao tầm 50. Mã số là 699. Ba cây hải châu lá nhỏ dọn vườn, 700k bao ship. Không mặc cả luôn. Sập sàn luôn cả nhà. Đây, hải châu lá nhỏ đây. Rồi dọn vườn luôn. 700k bao ship ba cây hải châu lá nhỏ này nha. Rồi em xin qua ba cây này luôn. Rồi bông xanh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu ba cây hải châu dọn vườn sập sàn luôn. Mã số là 700. Quý như cây này có hòn 19 này, cây cao là 57. Đó, còn mấy cái này là hòn 9, hòn 10, hòn 8. Đó, ba cây này sập sàn luôn. 700k bao ship không mặc cả luôn nha. Một phát một luôn, dọn vườn cứu chủ luôn nha. Hải châu lá nhỏ sống khỏe. Ba cây. 700k bao ship. Rất chi là mềm luôn, dọn vườn luôn nha. Dọn vườn đón năm mới luôn. Rồi vườn xin qua ba cây này luôn. Rồi bông xanh Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu dọn vườn ba cây hải châu lá nhỏ tán thiên nhiên. Mình báo thông số cây cây ở giữa nha. Cây ở giữa đây nè, có hoàn là 7, cây cao là 90. Rồi ba cây này mình xin giao lưu dọn vườn là 800k bao ship luôn nha. 800k bao ship. Ba cây hải châu lá nhỏ form thiên nhiên. Cây này thì hoàn thân bằng cái ngón út. Tán thiên nhiên, được cái là tán thiên nhiên, rất là già, màu có trái luôn nha. Lá nhỏ luôn. 800k bao ship ba cây này luôn nha, dọn vườn luôn. Còn mấy ngày nữa là dọn sập sàn luôn nha cả nhà. Cái nhà mình xem tham khảo ưng ý thì ủng hộ luôn. Rồi bọn xin qua ba cây này luôn nha. Rồi bọn xanh Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu dọn vườn ba cây hải châu lá nhỏ. Sống khỏe. Cây này có chiều cao 80, hoàn 12, cây ở giữa nha. Ba cây này mình xin dọn vườn là 700k bao ship luôn nha. Ba cây 700k bao ship khỏi mặt cả luôn. Hải châu lá nhỏ luôn nha. Đây, lá nhỏ luôn. 700k bao ship, dọn vườn luôn.
Rồi em bon xin qua ba cây này luôn nha. Rồi bonsan Kim Sơn thân mềm, mình ghé xem tham khảo giao lưu dọn vườn ba cây hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Cây này cái hòn cũng tầm hòn bao nhiêu ta, cây này hòn nếu cũng tầm 10-12 á, cây này cao tầm, cây này cao 80. Ba cây này mình xin dọn vườn nhanh luôn, 700k bao ship luôn nha, dọn nhanh luôn 700k bao ship. Dọn vườn. Rồi bọn xin qua ba cây này luôn. Bọn xanh Kim Sơn thân mềm, mình ghé xem tham khảo giao lưu dọn vườn ba cây hải châu lá nhỏ. Ba cây này có mã số là 704. Chiều cao chắc cũng tầm 80. Ba cây. Cây này cũng khá là đẹp rồi. Dọn vườn luôn nha. 3 cây 750k bao ship không mặc cả luôn, dọn vườn nhanh luôn. Hải châu lá nhỏ nhưng dòng này dòng lá nó hơi dài nha, nhưng mà nó sung thôi, chứ còn mà nó mà gần lá thì nó cũng nhỏ là bình thường, nhưng vấn đề là trái như nhau nha. 750k bao ship, mã số là 704. Rồi giờ xin qua 3 cây này luôn. Rồi bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu dọn vườn mã số 705, gồm có 4 cây luôn nha. Rồi cây này là cây sơn liễu đỏ. Đây sơn liễu đỏ, trái đỏ hoa đỏ luôn nha. Cây này có chiều cao là 28. Đây là một cây bùm sụm. Cây thứ hai là cây bùm sụm form thiên nhiên, đường kính thân là 12, cây cao là 35. Còn cây thứ ba đây là cây trăm thị nha. Cây trăm thị hay còn gọi là thị lọ nồi, tên tiếng Anh là Mababoscifolia, cũng sống khỏe rồi. Cây thứ tư là cây sơn liễu. Sơn liễu này là sơn liễu thường nha. Đó, sơn liễu này là anh em hay chơi nè. Rồi bốn cây này đã sống khỏe rồi, mình giao lưu dọn vườn luôn. Tám trăm k bao ship luôn nha, 800k bao ship, dọn vườn 4 cây này luôn. Cây sơn liễu đỏ này cũng khá là đẹp nè. Cây bùm sụm này cũng khá là to nè, sống khỏe rồi. Rồi cây trăm thị, rồi cây sơn liễu mini. Rồi 4 cây 800k bao ship dọn vườn luôn. Rồi dọn vườn xin qua 4 cây này luôn nha. Rồi bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị ba thân chung cốt, dọn vườn luôn nha. Cây này có mã số là 706. Cây này có chiều cao là 65. Thôi cho 60 đi. 60, bầu đất hiện tại là 43. Dài nhất là 43, 22. Mình dọn vườn luôn, 500k bao ship luôn nha. Cẩm sống khỏe form thiên nhiên, ba thân chung cốt luôn, dọn vườn 500k bao ship, mã số là 706, cẩm ba thân chung cốt luôn nha. Rồi vừa xin qua cây này luôn. Sơn Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu hai cây. Bên này là cây bùm sụm nha, cây bùm sụm này cũng có cốt đế nè, đường kính là có tầm 15 nè. Cây cao là 50. Còn bên này là cây sơn liễu đỏ nha. Sơn liễu đỏ nè, ngọn đỏ nè, trái đỏ, bông đỏ luôn. Phòng thiên nhiên, hai cây này sống khỏe rồi. Rồi nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship hai cây này dọn vườn luôn nha. Mã số là 707. Sơn liễu đỏ. Cái này hoa màu đỏ rất là đẹp. Cây bùm sụm cũng khá ok luôn nha. Mình làm phòng thiên nhiên. Hai cây dọn vườn 600k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua hai cây này luôn. Rồi bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe form thiên nhiên. Cây này có mã số là 708. Có cái hòn gốc là 51, cây cao 45, bầu ươm là 40. Cây này mình xin dọn vườn là 500k bao ship luôn nha. 500k bao ship. Cây sống khỏe rồi. Bằng lăng tím lá nhỏ. Này. Cái này về mình thích thì mình ghép tường vi đồ vô mình chơi.
hoặc là mình để rin cũng được, nói chung cái gì cũng được nha. 500k bao ship dọn vườn luôn. Rồi bọn xin qua cây này luôn nha. Rồi bọn Sơn Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ, lũa thép âm thân luôn nha. Cây này dọn vườn luôn nha. Mã số là 709, có hoành gốc là 50, cây cao 48, bầu ươm là 45. Rồi mình xin dọn vườn luôn, 500k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh dọn vườn luôn. Cây lũa thép âm thân khá là đẹp. $500k bao ship. Rất chi là mềm luôn nha. Dọn vườn luôn. Rồi bọn xin qua cây này luôn nha. Rồi bọn Sơn Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe, phong thiên nhiên, cây một cốt luôn nha. Rồi cây này có mã số là 710. Đường kính gốc là 13. Cây cao là 75. Cây này mình xin giao lưu nhanh dọn vườn là 600k bao ship luôn nha. Form thiên nhiên khá là đẹp. Cây sống khỏe rồi. 600k bao ship. 710. Đây. Cây một cốt sống khỏe form thiên nhiên luôn nha. 600k bao ship dọn vườn luôn. Rồi bọn xin qua cây này luôn nha. Rồi bọn Sơn Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu dọn vườn một cây bằng lăng tím lá nhỏ, phong thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây này có mã số là 711, có hoành gốc là 55, cây cao là 80. Cây này mình xin dọn vườn là 650k bao ship luôn nha. 650k bao ship dọn vườn luôn. Cây đã sống rất là khỏe. Ở bên dưới là một cốt nha. Phong thiên nhiên. Bằng lăng tím lá nhỏ. $711, 650k bao ship. Rồi bọn xin qua cây này luôn. Rồi bọn Sơn Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu dọn vườn hai cây bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe, form thiên nhiên. Có mã số là 712. Hai cây này mình xin giao lưu là 500k bao ship luôn nha. Cây bên này có hoành gốc là 47 này, cây cao là 33. Hai cây 500k bao ship dọn vườn luôn, bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe. Rồi bọn xin qua hai cây này luôn nha. Rồi bọn Sơn Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây linh sam đao điểm, ho tím rất là thơm luôn nha. Đây, cây đang ho luôn. Cái dòng này nó rất là xiên ho. Cây này mình đang thả tàn cho nó đi nha. Cây này có hoành gốc là 13, cây cao đến đây là được bao nhiêu? Nãy mình đo cái mình quên chứ. 35 đến thân chính. Còn lên tầm đây là được 50 nè. Nói chung là mình khi mà giao lưu là mình sẽ cắt ngắn ngắn lại bớt nha. Rồi mình dọn vườn luôn, 500k bao ship. Cây quái luôn nha. 500k bao ship dọn vườn luôn. Hò tím rất là thơm. Linh sam đao điểm. Giờ mình vô dây định hình lại. 500k bao ship. Rồi bọn xin qua cây này luôn. Rồi bọn Sơn Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ. Cây đế nở vút ngọn luôn nha. Cây khá là đẹp. Ngọn này, đế này, đế trải luôn. Rồi cây này có mã số là 714, có hoa là 56, cây cao là 50, bầu ươm chắc cũng tầm 45-50 cả nha. Cây này mình xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. Đế rất là ok, đế trải nè. Thần đế móc đầu luôn. 600k bao ship. Dọn vườn luôn nha. Cây khá là đẹp. Rồi bọn xin qua cây này luôn. Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ. Quái luôn nha. Cây này có mã số là 715, có hoành là 31, cây cao là 36. Cây này mình xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha. Cây khá là đẹp. 450k bao ship. 715. 450k bao ship. Bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe. Rồi giờ xin qua cây này luôn.